Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một cái lô hồng ngọc mai của chú anh chị. Cây rất là đẹp ha, để bệ đế nè. Này em bán cặp ha. Cặp này là 300 ngàn một cặp nha, em bao ship luôn nha anh chị. Em đo một cây thôi ha. Đế cũng khá đẹp nha anh chị. Mã số A1. Để quá đế nè. Quỳnh 7. Bông rất là đẹp. Chiều cao 24. Chiều cao 24, mã số A1 300 ngàn. Em bao ship tặng nhà cho mình ha. Mã số A1. Rồi tiếp theo mã số A2. Đó nè anh chị, bông rất là đẹp luôn ha. Đây, bệ đế rồi. Cặp nó như nhau hả chị anh chị ơi. Quanh 7,5. Quanh 7,5. Chiều cao 26. Chiều cao 26. Rồi A2 cũng 300 ngàn, một cặp 300 ngàn, bao ship. Rồi tiếp theo. A3. Nè, bông dày đặc hết trơn anh chị, bệ đế nè. Quanh 9. Quanh 9. Chiều cao 23. Chiều cao 23. Rồi mã số A3. Rồi cũng 300 ngàn, bao ship. Rồi tiếp theo mã số A4. Hoa rất là đẹp luôn nha cô chú chị. Ủa, đậu trái là bao đẹp luôn á. Bệ đế nè. Hoành chính. Hoành chính. Chiều cao 23. Chiều cao 23, mã số A4. Rồi cũng 300 ngàn, đế rất là đẹp anh chị, đế sắp luôn á. Rồi tiếp theo mã số A5. Nè, bệ này đế anh chị coi nè, đều gan hết trơn ha. Đó, A5. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 27. Rồi A5 cũng 300 ngàn, em bao ship. Rồi tiếp theo mã số A6. Bệ đế nè. Quanh 7,5. Quanh 7,5. Chiều cao 23. Chiều cao 23, mã số là A6. A6 rồi cũng 300 ngàn đồng giá nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số A7. Hoa nè, quá trời hoa luôn. Quanh 9. Quanh 9. Chiều cao 27. Chiều cao 27, mã số A7. A7 rồi cũng 300 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo mã số A8. Cây đế cũng khá khá không anh chị, nằm dưới này nè, tại chưa bư lên á. Quanh 8. Quanh 8. Chiều cao 23. Chiều cao 23. Mã số là A8 rồi cũng 300 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo A9. Cây nào bệ đế nè, quá trời bệ luôn nha anh chị. Quanh 7. Chiều cao 25. A9 rồi cũng 300 ngàn. Rồi tiếp theo mã số A10. Cây nào cũng hoa đầy cây chứ nha chị. Nửa ra trái, trái ăn được nha chị. Rất là ngon ha. Quanh 8. Giống như trái sugi vậy đó. Chiều cao 26. Rồi A10 cũng 300 ngàn, em bao ship. Rồi tiếp theo A11. Tại cái này bể dưới này nhóc chân ha, chưa có móc ra chứ. Quanh 8. Quanh 8. Chiều cao 27. Rồi A11 cũng 300 ngàn. Rồi tiếp theo mã số A12 nha quý anh chị. Nè, quá trời bông luôn ha. A12. Rồi mã A12 nha anh chị. Quanh 8,5. Quanh 8,5. Chiều cao 30. Bệ rất là đẹp luôn. Rồi cũng 300 ngàn A12. Rồi tiếp theo A13. Cặp này nhỏ hơn, để giá đồng giá 200 ngàn cặp anh chị. Ngủ nghỉ luôn. Quanh 10. Quanh 10. Chiều cao 22. Rồi A13 200 ngàn. Rồi mã số A14 anh chị. Đó. Nhỏ nhưng bông rất là nhiều luôn nha chị. Nhỏ hơn chút. Quanh 7,5. Quanh 7,5. Chiều cao 23. Rồi cũng là 200 ngàn thôi. Ngủ nghỉ luôn. Bao ship luôn nha chị. Rồi tiếp theo A15. Nè chị có hoa dày đặc hết trơn ha. Một cặp này có 200 ngàn thôi. Bao ship. Mã số A15. Quanh 4,5. Chiều cao 28. Đó, đấy nôm ha. Rồi 200 ngàn bao ship A15. Rồi tiếp theo A16. Hoa quá trời hoa luôn chị ơi. Quanh 8. Quanh 8. Chiều cao 22. Chiều cao 22. A16. Rồi cũng 200 ngàn. Rồi tiếp theo A17. Cái này anh chị muốn đậu trái nhiều anh chị đem vô, đừng để trời mưa ha. Chứ đừng tưới nước lên hoa là đậu trái nhiều lắm nha anh chị. Quanh 9,5. Quanh 9,5. Chiều cao 20. Chiều cao 20, mã số là A17. Rồi cũng 200 ngàn em bao ship. Dạ em xin kính chào chú anh chị. Hôm nay em còn được một số cây sứ mình ghép sứ Thái nha chị. Hoa rất là đẹp ha. Cái này nó mới tàn được hoa đó nha chị. Nay em xả hàng luôn, bán cực kỳ mềm cho cô chú anh chị. Còn khoảng mười mấy 20 cây vậy ha. Em bán đồng giá là 150 ngàn một cây, mà em ship từ 2 cây trở lên nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 2. Chị coi nè, củ chà bá không ha. Quanh cũ 49, mã số 2. Rồi 150 ngàn một cây, em ship từ 2 cây trở lên.
Nè chị coi cũ nè, mã số 3. Quành cũ 54, mã số 3. Mã số 4. Cũ rất là đẹp nha chị. Quành cũ 44. Mã số 5, mã số 4, mã số 4. Mã số 5. Cũ trà bá nha chị. Quành cũ 54, mã số 5. Mã số 6. Chiều cao khoảng 4 mấy nha chị. 4 mấy 50 ha. Hoành cũ 50. Mã số 6. Mã số 7. Này em đo cũ thôi ha. Đó, cũ trà bá luôn. Hoành cũ 51. Cái này nữa Tết là bao bông nha chị. Mã số 7. Mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 8. Ồ trời ơi, cũ này đẹp. Hết biết nó đẹp luôn chị ơi. Hoành cũ 53. Đó. Mã số 8. Mã số 9. Hoành cũ 42. Mã số 9. Mã số 10. Mã số 10. Đó, cũ trà bá luôn nha cô chú anh chị. Hoành cũ 45. Hoành cũ 45 nè. Này hoa 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 hoa, hoa đỏ đậm nè. Đó, rất là đẹp luôn á. Mã số 10. Cũng đồng giá 150.000 một cây, em ship từ 2 cây trở lên nha. Mã số 12. Hoành cũ 54. Hoành cũ 54. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Đồng giá nha chị, 150.000 một cây, ship từ 2 cây trở lên. Hoành cũ 42. Hoành cũ 42. Mã số 13. Mã số 14. Mã số 14. Hoành cũ 49. Mã số 17. Hoành cũ 53. Hoành cũ 53, mã số 17, 150.000 nha. Rồi mã số 18, giá cực kỳ mềm luôn. Hoành cũ 46, mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 20. Đó, cũ trà bá luôn ha. Hoành cũ 53. Hoành cũ 53, cũng đồng giá 150.000 một cây nha chị, mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. Hoành cũ 49. Hoành cũ 49, mã số 21, 150.000 một cây nha chị. 2 cây thì là 300.000, em bao ship luôn, ship lần 2 cây nha chị. Mã số 22. Mã số 22. Cụ trà bá. Quanh cũ 46. Quanh cũ 46. Mã số 22. Mã số 22. Cây thôi, giá cực kỳ mềm luôn mà bao ship luôn nha chị. Đó, ship lần 2 cây ha. Mã số 24. Mã số 24. Chị nói cụ nào nấy bành bành không ha. Hoành cũ 52. Mã số 24. Rồi tiếp theo mã số 25. Hoành cũ 50. Hoành cũ 50. Mã số 25 cũng 150.000 anh chị. Rồi tiếp theo mã số 26. Mã số 26. Quá cứ cái cũ luôn. Hoành cũ 46. Hoành cũ 46. Mã số 26. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô Kiều Hùng nha cô chú anh chị. Mặt hoa thì em có để góc phải màn hình đó. Cây sống khỏe thường chậu rồi. Vậy này dễ sống lắm nha cô chú anh chị. Này về làm bằng bonsai là siêu đẹp luôn. Ra hoa là em bao đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo 184. Quanh 7 rưỡi. Quanh 7 rưỡi. Chiều cao 33. Rồi 184 rồi cũng 250.000 em bao ship. 190. Quanh 7 rưỡi. Quanh 7 rưỡi. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Rồi cũng 250.000. Hộ
191. Quành 8. Chiều cao 30. Rồi cũng 250.000 nha anh chị. 191. Quành 8. Chiều cao 40.000. Rồi cũng 250.000. 199. Cây dáng bay đẹp. Quành 6.5. Cành bay 30.000. Rồi cũng 250.000 bao ship. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô sâm trái ha. Đó, giá cực kỳ mềm luôn nha. Số cây 100.000, 150.000. Rất là mềm luôn. 22. Đó, cái mấy cái thằng này cỡ cây dứt lông em khỏi đo nha chị. Nè, đó nó bự hơn cây dứt lông luôn nè. Em đo chiều cao thôi. Chiều cao 11. Chiều cao 11. 222 rồi 150.000 bao ship. Giá cực kỳ mềm luôn. 223. À, cò lắc nha, cây sống khỏe hết rồi. Chiều cao 12. Chiều cao 12, 223, 150.000. 224, cũ chạp bá nè, đế nè chị coi nè. Đó. Chiều cao 14. 224 rồi cũng 150.000. 225. 225. Chiều cao 15. Rồi cũng 150.000 chị ơi. 226. 226. Chiều cao 12. Chiều cao 12, nó cũ nè, chạp bá luôn. Rồi cũng 150.000 em bao ship. 226. 227. Chiều cao 9. Chiều cao 9. Cũ cũng đẹp lắm anh chị. Rồi, cũng 150.000. Bao ship luôn nha anh chị. 228. 228. Chiều cao 16. Rồi, cũng 150.000 bao ship. 232. 232. Chiều cao 13. Rồi, cũng 150.000. 232. 232. 233. Chiều cao 13. Chiều cao 13. Rồi 150.000. 233. 233. 235. 235. Chiều cao 10. Rồi 150.000. 235. 238. 238. Chiều cao 11. Rồi 150.000. 239. 239. Giá quá mềm luôn anh chị ơi. Chiều cao 13. Rồi 150.000. 239. 240. Chiều cao 12. Rồi 150.000. 241. 241. Chiều cao 13. Thằng lắc nha, quay sơn kìa. 241. 241. Rồi 150.000. 242. Ồ, này cò lắc xuống rất là đẹp. Chiều cao 11. Rồi 242, 150.000. 243. Rồi tới luôn 100.000 nha anh chị. Mấy cái này là 100.000. 100.000 phải gộp đơn em mới gửi ha. Chiều cao 10. Ship từ 2 cây ha. Mã số là 243. Rồi 100.000 chị ơi. Lô này 100.000. 244. 244. Đó, lắc cũng khá là đẹp. Chiều cao 10. Rồi 100.000 thôi. 245. 245. Cái này nhỏ hơn tí thôi. Chiều cao 11. Rồi cũng 100.000. 245. 246. Chiều cao 10. Rồi cũng 100.000. 246. 247. 247. Chiều cao 9. Rồi cũng 100.000. 247. 248. 248. Chiều cao 12. Rồi cũng 100.000 chị. 248. 249. 249. Chiều cao 11. Rồi cũng 100.000. 250. Cây cũng khá là quái anh chị. Chiều cao 7. Rồi cũng 100.000. 250. 250. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha.
Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn đó, từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây đó, cây mềm dẻo luôn, từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ đó. Ừ, cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây đó, trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra, bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000, 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cái cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây.
em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nghe cô chú anh chị, hàng tuyệt vời, rất là đẹp nghe cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng là này đây, em đã xài rồi nghe cô chú anh chị, em bao hàng cho cô chị luôn, về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo các cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nghe của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi, em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mình nhìn vào bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe của anh chị. Bao sắc bén luôn, của chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe của chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây, em để dưới đây nè. Đây, đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị, sử dụng rất là tốt. Tuần mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ.